Tụi em thấy được cái sự cố gắng của chị thì ngày hôm nay tất cả cái sự cố gắng đó đã được chứng minh ở trên sân khấu, và không còn một lời gì có thể nói hơn là sự tự hào và niềm hạnh phúc của tụi em khi thấy chị được tỏa sáng và làm được những gì mà tụi em mong muốn. Mà đó cũng là một trong những điều mà tụi em quyết định có thể thành tựu chị, bởi vì chị dám ước mơ và dám làm. Một người nghe tôi hát, tôi vẫn sẽ.